Vâng, chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô, chuyên các dòng xe lằng nhằng khu khoằm. Một chiếc xe mang hình dấu cộng, thương hiệu logo đến từ Mỹ vừa về cửa hàng em xong. Con này thì phải nói là đẹp xuất sắc luôn, đúng là không có đối thủ về độ chất với chiếc xe này luôn. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ, tích hợp đa chức năng hiện đại. Xe thì bao zin cho các bác và 15 bánh được có 14 vạn sau rất nhiều năm sử dụng rồi. Con này thì là một mẫu xe gầm cao 7 chỗ nhá, với khối động cơ cũng khá là khỏe. Các bác đạp ga phát thì hết một bát phở, nhưng được cái là độ chất thì có thừa. Dòng này thì đi cực kỳ sướng luôn. Những ai mà yêu cái dòng xe Mỹ, yêu những cái dòng xe gầm cao, các bác chỉ cần nhìn sơn như thế này, các bác hiểu là người ta giữ xe như thế nào rồi. Đấy là sơn zin đấy các bác. Vâng, chất xe thì nhìn qua như thế này là các bác sẽ ok ngay. Còn về form dáng, kiểu dáng của xe thì đây là một mẫu xe mà được đánh giá là ăn khách nhất thời điểm năm 2007, 08, 09 luôn, tại thị trường Việt Nam luôn. Những mẫu xe này thời đó thì mua tầm khoảng hơn 800, 850, vì đây là bản LTZ, bản full kịch các bác nhá, thì là rơi vào tầm đấy. Nhưng mà đến bây giờ, thưa quý vị các bạn, chiếc xe này giá nó rẻ vô cùng luôn, chỉ hơn 200 thôi. Các bác sở hữu ngay được chiếc xe 7 chỗ ngồi này rồi. Máy gầm đại chất, và con này thì được chủ người ta độ màn hình Android rồi. Có cam lùi, cam hành trình, máy số thì cực kỳ ngon, và dòng này thì chạy rất là êm và lành. Đấy, một dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ, Chevrolet Captiva bản LTZ số tự động các bác nhá. Vừa về xong. Và con này thì nói chung là chả chê cái gì luôn. Đấy, hồ sơ pháp lý thì bên em, đây là biển công ty, thì là bên em đã rút hồ sơ rồi. Bây giờ là đang đợi hồ sơ về tên. Bác nào chỉ cần mua xe thôi là các bác rút hồ sơ sang tên đơn giản thôi các bác nhá. Logo to vật vã rõ ràng. Vâng, dòng này thì đây các bác nhìn này, tôn này. Đấy, tôn nó gõ bong bong như thế cơ mà. Hệ thống đèn bi cầu projector và hệ thống đèn pha led căng từng cm. Bầu đèn sáng trong, trắng. Và các bác nhìn đèn gầm đây này. Đấy, đèn gầm này, led nhá, kể cả các cái phần đầu sườn của nó này. Đấy, các cái phần nhựa đầu vẫn còn nguyên sần luôn. Cản trước thì không có gãy vỡ. Đấy, chất xe thì các bác nhìn như thế này là các bác biết rồi. À vâng, và hệ thống đèn bi cầu projector, xe đi ít 14 vạn nên là bầu đèn của nó gần như là mới, không có đánh bóng gì cả, chỉ hơi vàng một chút chút thôi. Đấy, cản trước sơn xi nhẹ nhàng, tôn vỏ mỏng căng luôn. Đấy, và các bác nhìn này, sơn của nó là sơn đều luôn nhá, không hề bị lệch màu. Đấy, lốp dép của xe thì 4 quả lốp Hankook 2020 Dealer Pro. Và dòng này thì sử dụng lốp 235-60 với vành la răng 17 inch. Lốp phanh đĩa trên 4 bánh kết hợp với vành la răng 6 chấu rất là khỏe, to bản, hầm hố. Còn cua lốp bên trong xe thì đẹp. Đấy, con này thì các bác cứ nhìn như thế này là các bác biết chất của xe rồi. Đấy, các bác chỉ cần nhìn như thế này thôi chứ chẳng cần phải đi đâu xa. Một mẫu xe gầm cao 7 chỗ đây các bác nhìn này. Đấy, rãnh lốp còn dày khự luôn này. Rãnh lốp rất dày nhá. Sơn xi sạch sẽ, rãnh lốp dày, căng. Máy gầm chạy chất luôn. Và con này thì là một bản 4 quả lốp HP2. Dòng lốp đi rất là êm, bền. Và cua lốp này các bác nhìn này, không có bục mọt gì cả. Vâng, một chiếc xe mà có thể là được đánh giá điểm 10 luôn về chất rồi. Đấy, tôn này, mỏng sợ luôn. Đấy, và sơn vẫn là sơn zin các bác nhá. Tôn vỏ mỏng luôn, sơn zin còn nguyên, gần như là nguyên luôn. Còn sơn cản đầu, cản đuôi thì không nói rồi. Đấy, gương kính cục xe điều chỉnh điện đầy đủ luôn, có tích hợp. Đấy, có tích hợp xi nhan kết hợp trên tay gương, điều chỉnh hoạt động hoàn toàn bình thường. Tay nắm cửa mạ chrome là keo chỉ đây các bác nhìn này, nó cũ theo thời gian nhưng mà đều là keo chỉ zin đấy các bác nhá. Đấy, keo chỉ zin còn nguyên này. Đấy, và tappy của xe thì có phần da nó hơi cũ một chút, còn phần nhựa của nó gần như là mới luôn, vì phần nhựa là người ta không động chạm. Thế còn phần tappy ốp gỗ này các bác nhìn này, vân gỗ đen bóng sáng. Đấy, và phần tappy nhựa trên này. Kính điện hoạt động hoàn toàn bình thường, một chạm nhẹ nhàng. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, dòng xe cao cấp bản LTZ đấy các bác nhá. Đấy, tất cả kính điện của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Và con này thì ắc quy rất là khỏe luôn. Đấy, máy số ngon, nội thất thì là màu kem. Và con này thì được cái là nội thất ghế da zin nguyên bản luôn nhá. Cái ghế này là ghế zin nguyên bản. Đấy, các bác nhìn này, nó vẫn còn các cái vân này, nhưng cái này là nguyên zin. Thế nên là chất của xe thì các bác cứ nhìn như thế này là các bác biết. Kể cả tay nắm cần số này, xe đi 14 vạn, tay nắm cần số vẫn còn rất là mới. Có cam lùi cho các bác luôn. Đấy, cam lùi đầy đủ. Và đây có màn hình Alloy Wheel. Còn tay phanh nha. Đấy, trông tất cả các chi tiết của nó gần như là mới cứng. Đấy, điều hòa auto nhé các bác nhá. Điều hòa auto. Và đồng hồ hiển thị của xe thì còn rất là đẹp. Bác nào tinh mắt các bác chỉ cần nhìn này là các bác biết là xe người ta đi có giữ hay không rồi.
Đấy, lăn bánh 14,6 vạn, rõ ràng, đồng hồ hiển thị số rất rõ ràng luôn. Tay lắm vô lăng thì các bác nhìn này, tất cả những cái phần mà có thể mài mòn như các cái con xe khác là không có nhá. Đấy, vô lăng rõ ràng, à, phần da đây, da khâu rất đẹp luôn này. Đấy, da khâu cực đẹp luôn. Da nét này, đấy các bác nhìn nhá. Vâng. Và cụm phím điều khiển, tất cả các cái cụm phím của nó vẫn còn chữ nghĩa rất rõ ràng rồi. Đấy, đèn đóm đầy đủ. Đấy, gạt mưa, gạt kính có hết chứ các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, gạt mưa rất nhẹ nhàng. Có cam hành trình cho các bác luôn. Đây, cam hành trình này, 70 mai và gương chiếu hậu thì chống chói. Đấy, bàn đạp chân phanh, chân ga của xe thì vẫn còn rất là đẹp. Đấy, và con này thì được cái là có sàn 3D. Đấy, sàn 3D và lót lỉ dưới cùng này. Lót lỉ của nguyên có nó còn nguyên này. Đấy, vẫn còn đẹp. Không có đâm đụng ngập nước nhá, bao test cho các bác thoải mái luôn và bao cam kết cho bác là không có phạt nguội. Vâng, dòng xe này thì dòng xe tên công ty, có gì phạt nguội thì em sẽ cứ công ty em giá, còn đâu là chất xe thì các bác nhìn ạ. Vâng, công ty thời buổi Covid người ta làm ăn khó khăn, đâm ra là xe thì phải bán. Nhưng mà các bác đi những con xe này còn hơn cả xe gia đình luôn. Người ta đi ít 14 vạn là gần như đây, kể cả những cái phần này nó gần như là mới tinh luôn này. Đấy, đẹp luôn đấy các bác nhá. Vâng, xe rất là cứng luôn. À, chất xe thì các bác cứ nhìn như thế này là các bác biết ngay rồi. Đấy, sàn của nó này. Đấy, xe đẹp như thế này thực sự là không mua thì để làm gì. Học đồ tiện lợi, ái chà chà, queo rửa tay này. Đấy, học đồ rất tiện lợi đầy đủ luôn. Không thiếu cái gì, và đặc biệt là con này trần nỉ của nó không biết sổ lông, xe rất đẹp. Đấy, cứng cáp vô cùng luôn. Một chiếc Captiva Chevrolet bản LTZ. Đấy, gầm cao máy khỏe. Hệ thống đèn hậu của xe vẫn còn bóng căng luôn, không có hề rạn nứt. Đấy, các bác nhìn này. Đẹp luôn, và đều là đèn zin các bác nhá. Vâng, đèn zin. Đằng sau cảm biến đằng sau thì các bác có 4 cái cảm biến lùi đằng sau, ống bô đôi thể thao. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng. Ống bô đôi thể thao, đèn hậu zin nét căng. Đấy, logo chữ nghĩa rõ ràng, chưa có bị thằng bên nào người ta bẻ trộm mất trộm ạ. Vâng, và biển số là một chủ từ mới luôn các bác nhá. Đấy, thế còn cam hành trình đây này. Vâng, thường thường. Úi giời. Đấy, hàng ghế phía đằng sau đã úp xuống rồi. Thì là còn nguyên luôn, ghế đằng sau đấy ạ. Và đây là đồ nghề kích lốp của nó này. À, các cái cọc tam giác này hay là kích lốp đây còn nguyên. Đấy, gầm sàn của nó còn nguyên. Và đặc biệt là đây còn nguyên cả cái bình chữa cháy cho các bác nhá. Đấy, còn nguyên bình chữa cháy, em vứt ra đây cho các bác để các bác nhìn cho nó dễ. Đấy, một chiếc xe đẹp còn nguyên tất cả các cái gì mà gần như là một chiếc xe mới người ta dùng. Đấy, ghế da zin này, da zin của nó này. Ngồi cảm giác nó rất là sướng luôn. Đấy. Và khi mà đặt xuống thì tao có một cái khoảng không gian đồ cực kỳ rộng rãi luôn. Phần đinh hàn xung quanh đây các bác nhìn này, đinh hàn còn nguyên này, tất cả các cái dấu đinh hàn còn nguyên. Keo chỉ bao zin và ốc này còn chưa ra luôn. Ốc bản lề còn chưa hề ra này. Đấy. Xe đẹp luôn nha các bác nhá. Vâng. Một mẫu xe đẳng cấp thương hiệu đến từ Mỹ đời 2007. Con này thì máy rất là ngon, côn số ngoặt gầm bệ chắc, chạy cực bền luôn. Và đây, các bác nhìn này, lốp treo đằng sau này. Đấy, lốp này. Đấy. Gầm sàn sườn đây, gầm xe này, đấy, cứng luôn. Đấy, tất cả các chi tiết của xe thì gần như là mới. Và thời tiết mưa gió thì các bác đi những cái xe như thế này giá nó chỉ hơn 200 thôi. Các bác mua Moling i10 làm gì, đi những cái dòng này cho nó lành bền. Thực sự là với cái tầm này thì xăng cộ thì cũng 30.000. Nhưng mà đi cùng với giá xăng cộ thì tất cả các chi phí dịch vụ nó đi lên, lương cũng tăng, các thứ thì nó cũng tăng theo một chút. Thế nên là các bác cũng đi những cái dòng xe này, nói thật các bác là về phần xăng cũng chẳng có vấn đề gì. Người ta đi thì rơi vào tầm khoảng 9 lít trên 100 cây các bác nhá. 9 lít trên 100 cây với cái dòng xe này thì nó cũng là một cái mức đi lại rất là bình thường. Tôn mỏng dã man luôn, phải nói là quá mỏng luôn chứ không phải mỏng nữa. Đấy, keo chỉ sơn si đẹp. Đấy, keo chỉ này. Đấy, tapi này. Các bác nhìn những cái phần, kể cả các cái phần ốc này, rất đẹp luôn. Đấy, nội thất tươi. Đấy, nội thất rất tươi luôn nhá. Vâng. Và những bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì mời các bác qua cửa hàng xem xe và thẩm nghiệm luôn. Con này thì bên nhà em vừa về ngày hôm qua, thì hôm nay mới có thời gian review cho các bác được. Đấy, đè cái nhẹ nhàng, 14,6 vạn này. Đấy, đè rất nhẹ luôn các bác ạ. Máy êm và không có lỗi làm gì. Đấy, mặt táp lô sạch sẽ vô cùng luôn này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, chất xe thì chỉ cần nhìn như này là đủ hiểu rồi. Máy rất là êm, động cơ máy 2.4. Đấy, và cái máy này thì đấy, rất nhẹ nhàng. Động cơ cam kép 16 van DOHC. Con này thì động cơ máy số thì vẫn, máy dưới vẫn còn zin các bác nhá. Và máy trên thì cũng đã chỉnh chọt rồi.
Nói chung là về chất thì khỏi phải bàn luôn, tiền nào của đấy thôi. Nhưng mà với một mẫu xe mà đời 2007 lái dầu, hiện đại xịn sò như thế này, thì đây là một mẫu xe tuyệt vời cho các bác. Vâng, bỏ ra một cái số tiền chỉ có hơn 200 triệu thôi, nhưng các bác đã sở hữu ngay được một mẫu xe đẳng cấp, thương hiệu đến từ Mỹ. Đấy, nội ngoại thất đẹp, xe cứng, không chê vào đâu được. Đấy, cái này còn chưa thèm ra luôn, han đều xung quanh luôn. Đấy, cabo này, các bác nhìn cabo đấy ạ. Vâng, sơn si keo chỉ căng, đét đèn đạt luôn. Đấy, máy rất là êm nhá, không bệ gằn như các cái con xe khác. Vâng, cùng đời như thế này thực sự là đứng đây cũng phải nghe thấy tiếng. Nhưng mà chiếc xe này thì gần như là êm ru. Đấy, một chiếc Chevrolet Captiva bản LTZ, hai cầu, à nhầm xin lỗi các bác, một cầu máy xăng 2.4 động cơ số tự động các bác nhá. Đang có mặt tại Vũ Duy Auto, rất là hiện đại với cam lùi, cam lề, cam hành trình. Rồi, và giá của chiếc xe này thì em đang bán hơn 200 một chút thôi. Những ai mà quan tâm thì mời các bác qua cửa hàng xem xe và thẩm nghiệm luôn. Đấy, thời tiết này bắt đầu tối tối rồi này. Đấy, quay xe review rồi, gầm đây này các bác ơi. Đấy, gầm cực đẹp luôn nhá, máy cực êm. Nói chung là tất cả các chi tiết thì gần như là mới rồi. Đấy, với cái giá tiền rẻ như cho này thì chiếc xe đang có mặt tại Vũ Duy Auto, quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Đấy, và các bác quan tâm thì mời các bác qua cửa hàng xem xe và thẩm nghiệm. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Vũ Duy Auto. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe xịn sò hơn, ngon hơn, bổ hơn nhưng mà giá lại rẻ hơn. Cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.